Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta bắt đầu với phần nhận định thị trường ngày hôm nay. Thế thì hôm nay thì chúng ta thấy rằng là nhóm ngân hàng cũng đã bắt đầu vào nhóm chứng khoán có cái sự điều chỉnh giống như là những cái sự phán đoán từ ngày hôm qua của chúng ta. Hôm nay VN Index giảm hơn 10 điểm và thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận thì khoảng độ gần 9.000 tỷ, tức là có cái sự giảm sút về mặt thanh khoản. Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến là cái việc mà nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán điều chỉnh, trong khi đó dòng tiền không luân chuyển đến các cái cổ phiếu khác ở trong cái danh mục mà nền giá tích lũy ổn định, đã khiến cho thị trường chung có cái sự đỏ điểm. Thế thì với cái trạng thái thị trường hiện tại thì tôi cũng hơi lo ngại một chút về cái chiều ngắn hạn đấy, bởi vì về mặt bản chất nếu dòng tiền tốt, chúng ta sẽ thấy rằng là dòng tiền đáng nhẽ hôm nay sẽ phải luân chuyển đến cái nhóm cổ phiếu mà đã có cái sự tích lũy. Tại vì chúng ta luôn chia sẻ là kể cả sóng hồi thì thông thường sẽ có thể đạt được, tính toán là kiếm được lợi nhuận ở hai sóng. Sóng đầu tiên là sau khi khóa đáy cắt lên đường MA5 rồi lên đến MA20, sóng thứ hai là tích lũy quanh MA20 rồi lên đến quanh đường MA100. Thế thì đối với cả nhóm, chúng ta cũng không thể nào mà phủ nhận là nhóm ngân hàng là cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt cái nhịp tăng vừa rồi. Tuy nhiên khi mà đã tăng một cái nhịp dài rồi thì sẽ cần một cái sự điều chỉnh. Đa số các cổ phiếu ngân hàng mà dẫn dắt cái nhịp vừa rồi như là ACB này, rồi là Vietcombank, CTG, hay như là BIDV đều là điều chỉnh trong phiên ngày hôm nay. Tại vì tôi nghĩ điều chỉnh là chuyện rất là bình thường. Nhưng để mà chúng ta nghĩ là chờ đợi đánh cược đợt điều chỉnh này xong hình thành được một sóng tăng tiếp theo thì thực ra bây giờ cũng chưa thể nào kết luận được đấy, bởi vì bản chất là chúng ta sẽ sợ chờ cái phản ứng của thị trường ở những cái phiên tiếp theo. Nhưng có một cái để chúng ta có thể đánh giá được liệu các cổ phiếu ngân hàng này tích lũy xong có thành công sóng tăng tiếp theo là chúng ta quan sát xem những cái cổ phiếu khác cũng ở một cái trạng thái tích lũy. Tại vì bây giờ chúng ta đang kỳ vọng là những cái cổ phiếu ngân hàng này sau khi tích lũy 1 đến 2 tuần tăng tiếp. Thế thì nếu mà có điều đấy có thể xảy ra thì bây giờ dòng tiền sẽ phải tìm đến ở những cái cổ phiếu mà đang có cái trạng thái tích lũy tốt 2 đến 3 tuần rồi. Đấy, ví dụ như gas, ví dụ như là FPT. Đấy, nhưng ngày hôm nay cái điều đó không xảy ra. Đấy, thậm chí là ngày hôm qua chúng ta cũng có chia sẻ với nhau là chúng ta có thể thậm chí là xem những cái trường hợp như Đạm Cà Mau. Đấy, trước đấy nó cũng có cái trạng thái tích lũy tốt rồi. Đấy, tích lũy tốt như thế tạo đáy sau nhưng hôm nay còn sập sàn. Điều này thể hiện là gì? Dòng tiền đối với nhóm cổ phiếu mà có tích lũy không quá hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Đấy, và rõ ràng nếu mà đã không hấp dẫn thì rất khó để chúng ta có thể sinh lợi được. Nếu mà nhóm cổ phiếu ngân hàng, kể cả chúng ta tính trường hợp tích cực ở nhóm cổ phiếu ngân hàng rơi vào một cái vùng tích lũy, đấy, sau đó đi lên thì cái khả năng để kiếm được lợi nhuận ở cái phân khúc đấy tôi nghĩ là khó. Tại vì sau khi quan sát những cái cổ phiếu mà có nền giá tích lũy ổn định mà tình hình kết quả kinh doanh cũng khá là tốt như FPT, như DCM, nhưng không nhận nổi đấy, cái dòng tiền luân chuyển dòng tiền mua lên đấy, khiến cho những cái cổ phiếu này điều chỉnh. Đấy, chỉ có mỗi cái trường hợp gas là tích cực, là giữ được giá tham chiếu thôi. Nhưng bản chất gas tôi nghĩ do hôm nay là câu chuyện nhóm cổ phiếu dầu khí xong cái nhịp giảm sâu như PVD hồi lên đấy, nhưng đấy dòng tiền chúng ta thấy chỉ tham lam ở những cái cổ phiếu giảm sâu thôi đấy, tức là vẫn tham lam ở cái phân khúc đầu tiên, tức là sau khi giảm một thời gian chiết khấu nhanh và mạnh, có tín hiệu khóa đáy đấy, cắt lên đấy và dịch chuyển lên trên, tức là tóm lại là xu thế sóng đầu tiên hồi phục từ đáy đấy, chứ còn không tham lam ở cái sóng sau khi là tích lũy quanh cái đường MA20. Cũng có thể là nhóm ngân hàng do giai đoạn trước nó khỏe hơn nên nó có được một số các cổ phiếu như là CTG, ACB có được cái nhịp sóng như vậy, nhưng không có nghĩa là nó đại diện cho tất cả các mã cổ phiếu khác đấy. Và bản thân những cổ phiếu như là CTG hay như là ACB đấy, nó đều là đã hình thành được hai sóng rồi đấy, một sóng từ MA5 lên MA20, sóng thứ hai là sau khi tích lũy khoảng 2 tuần ở quanh MA20 đi lên tiếp đến sát MA100. Bây giờ nếu mà tính cái sóng tăng thứ ba, tôi nghĩ là cái khả năng thành công nó rất là khó. Nên đâm ra là với cái quan điểm như vậy thì tôi tất nhiên không mọi thứ đều phải đưa ra phán đoán và quyết đoán trong vấn đề xử lý thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng là để mà có được cái sóng tăng tiếp theo sau cái nhịp điều chỉnh này của nhóm ngân hàng là khó. Chính vì vậy mà dòng tiền thì không luân chuyển sang những cái mã cổ phiếu khác, rồi là nhóm ngân hàng cái khả năng để hình thành cái sóng tiếp theo nó khó. Đấy, thì cái việc mà bây giờ chúng ta quan sát thấy mặc dù là
sức mạnh của thị trường chung vẫn đang ở trong trạng thái mạnh dần. Ở trong trạng thái mạnh dần thì cái quán tính này chưa chắc đã hỗ trợ được thị trường chung lên mạnh được. Đấy, có chăng là nó sẽ giữ giá được thôi. Đấy, và chúng ta nhìn trên đồ thị phân tích kỹ thuật thì lúc đầu tiên thì tôi cũng đang hy vọng là dòng tiền luân chuyển tốt, hy vọng là đạt đến một cái đích từ 1070 đến 1090. Nhưng với những cái diễn biến gần đây, cái dòng tiền không quá thiết tha tham lam ở nhóm cổ phiếu có nền giá tích lũy ổn định thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng để mà lên được cái vùng 1070 đến vùng 1090, tôi nghĩ đến bây giờ với những cái tín hiệu tôi thấy hiện tại thì tôi nghĩ là rất khó. Đấy, và chúng ta sẽ phải thận trọng hơn ở cái chiều mua vào nếu tư duy ngắn hạn. Đấy, nếu mà chúng ta đã có sẵn vị thế rồi, có thể chúng ta chốt bớt một phần như ngày hôm qua chúng ta chia sẻ đầu giờ sáng nay, chốt bớt một phần ở nhóm ngân hàng là chuẩn rồi. Đấy, nếu mà chúng ta vẫn còn lăn tăn không biết là cái nhóm ngân hàng có hình thành được cái sóng sau hay không thì chúng ta giữ lại một cái phần tỷ trọng, có đâu đó 1 phần 3 đến 1 phần 2 cái tỷ trọng còn lại. Kỳ vọng là gì? Các cái cổ phiếu ngân hàng tích lũy rồi lên tiếp. Nhưng lưu ý là muốn tích lũy lên được, ví dụ như CTG hay như BIDV hay tất cả mã cổ phiếu khác thì đều phải giữ được MA 1 năm, MA 5. Nếu nó gãy MA 5 là thôi, bán luôn, không cần phải 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 chờ đợi cái gì cả. Đấy, tại vì là những cái sóng hồi nó chỉ diễn ra nhanh ngắn như thế thôi, và chúng ta không nên quá tham lam ở lại khi mà nó gãy MA 5. Đấy, chỉ có cái lưu ý là cái lưu ý thứ nhất. Cái nữa thì chúng ta thấy ngày hôm nay là cái sự suy yếu của nhóm bán lẻ và nhóm phân bón, thì cái điều này cũng đang là một cái sự cảnh báo cho chúng ta là thị trường không dễ kiếm tiền trong ngắn hạn. Bình thường chúng ta biết rồi, khi mà thị trường chuyển sang mạnh dần này, tâm lý đang tích cực, về nguyên tắc là đồng ý sẽ có nhóm cổ phiếu khỏe hơn và nhóm cổ phiếu yếu hơn, nhưng về cơ bản phải là đi lên dần. Đấy, tức là đa số các cổ phiếu đều phải đi lên, chỉ có vấn đề là nhóm nào ăn lời nhiều hơn nhóm nào thôi. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy cái sự phân hóa như 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 vừa nãy chúng ta chứng kiến là nhóm phân đạm này, đấy, đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ, đấy, tích lũy như vậy bề gãy, như đạm Cà Mau còn gãy cả MA 100, MA 20 và MA 5. Như vậy là cái đáy mà thời điểm hai xây dựng giai đoạn vừa rồi, cái vùng 20-21 tôi nghĩ là khó giữ. Với cái phiên này có thể mai hồi được một tí nhưng sau đó tôi nghĩ sẽ gãy. Đấy, tức là bây giờ với cái tín hiệu mà thị trường đang mạnh dần, mà đấy như tôi đã chia sẻ, thị trường đang mạnh dần mà bị gãy các cái đường MA về sàn như thế này thì chúng ta cứ xác định là khả năng cao không phải phiên hôm sau nữa, nhưng trong vòng khoảng độ ngắn hạn, trong vòng khoảng 1 tháng tới là nhiều khả năng nó sẽ giảm từ vùng giá này thêm 7 đến 10% nữa, tức là đâu đó có thể nó sẽ về cái vùng quanh quanh 27. Đấy, tức là cái đáy xác lập từ cái thời khoảng mùng 10 tháng 10. Nhưng cái diễn biến đấy nó sẽ cho cung cấp cho chúng ta là à, như vậy là thị trường mặc dù mạnh dần nhưng nó chỉ mạnh dần mang tính chất cục bộ thôi, nó không phải là một cái yếu tố cộng hưởng, tức là một cái sự sự đồng lòng trên thị trường. Đấy, và khi mà không có sự đồng lòng trên thị trường thì rất là khó chỉ số đi được xa. Đấy, trước đây là tôi nghĩ là sẽ có cái sự luân chuyển tốt, cái sự đồng lòng tốt trên thị trường thì chúng ta hy vọng là có thể đạt được những cái mốc đến thậm chí là 1090, nhưng với cái sự phân hóa như thế này thì tôi nghĩ là khó. Đấy, nên chúng ta tạm thời là chúng ta tư duy lại cái chiều ngắn hạn, còn nếu mà chúng ta vẫn muốn chiều ngắn hạn thì tôi nghĩ là chỉ để một tỷ trọng nhỏ nhất có thể thôi, đâu đó chỉ khoảng 10% cái tỷ trọng đầu tư của chúng ta. Ngoài ra là chúng ta thấy là một cái trường hợp nữa đương cảnh báo, trước đó là nhóm thép rồi thì chúng ta không nói, bây giờ là thêm cái nhóm nữa là nhóm bán lẻ. Nhóm bán lẻ giai đoạn trước là xây dựng được cái đáy, thời điểm là cùng đáy của thị trường là 25 tháng 10 thì ngày hôm nay MWG thủng rồi, và cái vùng giá đáy cũ cũng tương đương cái Fibo 0.5. Như vậy là nếu mà với cái diễn biến thủng của MWG như thế này, đấy, trong một cái bối cảnh thị trường được gọi là tích cực hơn, gọi là mạnh dần, thì khả năng cao cũng vậy, câu chuyện bây giờ sẽ phải chiết khấu ít nhất là 7 đến 10%. Đấy, như vậy là nó sẽ tìm về những cái vùng, có thể nó tìm về đâu đó cái vùng khoảng độ 42, thậm chí đấy, 42 43, thậm chí tôi nghĩ là quanh cái Fibo 0.618, cái vùng khoảng 42 thì khi đó mới có cái sự cân bằng. Nên nó đơn giản là với cái nhóm bán lẻ rồi là nhóm phân bón như vậy thì nó sẽ gây ra cái hiệu ứng tiêu cực trên thị trường, tại vì
thị trường chung, VN Index bản chất nó là một cái vector tổng hợp của các cái nhóm cổ phiếu, các cái nhóm ngành. Thế thì nó cần cái sự sự đồng lòng thì khi đấy các cái chỉ số nó mới đi lên một cách nhanh và mạnh được. Chứ còn bây giờ nó có một cái phe, tất nhiên phe tích cực là nhóm chứng khoán rồi là nhóm ngân hàng. Nhưng bây giờ ngân hàng và chứng khoán nó cũng chạy một cái nhịp cũng khá tốt rồi. Đấy, bây giờ kỳ vọng bắt đầu vào một cái vùng tích lũy đi lên nữa thì rõ ràng là cái cơ sở thành công nó rất là tận. Tại vì nếu mà nhà đầu tư chấp nhận mua ở cái nền giá tích lũy ổn định sau khi nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán tích lũy được 2 tuần thì chắc chắn họ sẽ không bán những cái cổ phiếu như Đạm Cà Mau một cách quyết liệt như vậy. Có nghĩa là bản chất là bây giờ tích lũy không phải là tích lũy ổn định không phải là cái mà dòng tiền tham lam. Đấy, họ chỉ thích khi chiết khấu sâu thôi. Đấy, như bản thân là PVD hôm nay tăng trần là một cái thể hiện. Đấy, hay như là Hòa Phát ngày hôm nay cũng tăng, nhưng tôi nghĩ rằng là cũng chưa thể nói lên được cái điều gì cả về ngắn hạn, bởi vì với ngắn hạn như vậy thì cũng có thể tích cực thì Hòa Phát sẽ hồi, bây giờ vẫn chưa khóa đáy được trên MA5. Đấy thì nếu mà tích cực bây giờ Hòa Phát chẳng hạn thì tôi nghĩ cũng chỉ quanh MA5 thôi. Hay như là nhóm thép tích cực nhất là Hoa Sen. Đấy, Hoa Sen thì chúng ta thấy rằng là giai đoạn vừa rồi Hòa Phát là thủng cái đáy cũ thì Hoa Sen lại giữ được cái đáy cũ. Đấy, đã giữ được cái vùng đáy đáy 11 khoảng 11.3 11.5, tức là Fibo 0.786. Như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà tính là trong nhóm thép thì Hoa Sen ok hơn. Nhưng Hoa Sen bây giờ sau khi khóa đáy cắt lên MA5 thì bây giờ cũng gặp MA20 rồi. Đấy, như giai đoạn trước gặp MA20 xong lại lùi về thì sao? Đấy thì chỉ có điều là bây giờ nếu mà chờ đợi những cái nhóm cổ phiếu này thì chúng ta cũng chỉ tư duy chiều dài hạn thôi. Và nếu mà tư duy chiều dài hạn thì chúng ta chỉ canh mua rẻ thôi. Đấy, bây giờ xanh thì thôi, bỏ qua. Bây giờ đỏ thì bây giờ theo tôi là ví dụ như Hoa Sen mà với cái việc mà dòng tiền giai đoạn vừa rồi mà mua mạnh ở cái vùng 11.5 như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể tự tin một chút ở cái vùng 11.5, vẫn giữ lại cái quan điểm như nhiều lần video tôi chia sẻ là Hoa Sen thực ra tôi cũng rất là thích từ cái vùng 11.5 trở xuống, nhưng tôi cũng chỉ chia ra làm 3 điểm mua thôi. Đấy, ví dụ điểm mua 11.5 rồi là 10 rồi là 8.5, chúng ta chia ra mỗi cái điểm mua cách nhau khoảng 10-15% thì tôi nghĩ là ok. Đấy, hoặc là chúng ta chờ những cái nhịp ngắn hạn nó ổn định hơn. Đấy thì chúng ta mua khóa đáy, nhưng khóa đáy thì nó cũng sẽ tạo những cái điểm rơi, tức là rơi mạnh sau đó khóa đáy thì nó sẽ ăn được cái nhịp hồi ngắn hạn mạnh. Chứ còn bây giờ ở cái vùng nó cứ loanh quanh MA20, MA5 như thế này thì có thể nó lại rơi vào một cái điểm mua là nền giá tích lũy ổn định mà chúng ta chứng kiến vừa rồi. Đấy, cái chiến lược nền giá tích lũy ổn định, tìm kiếm những cái vùng mua khi mà tích lũy nhiều rồi thì lại không ăn được tiền. Đấy, bản thân chúng ta nhìn cái chiến lược nền giá tích lũy ổn định ở trên công cụ khuyến nghị VIT, đấy, nó thống kê cho chúng ta thì chúng ta thấy rằng là bây giờ là nền giá tích lũy ổn định. Nếu mà nhìn về đây, chúng ta nhìn xác suất trong vòng một tháng gần nhất bình quân xác suất thành công chỉ 18% thôi, và vòng tròn xác suất đang màu đỏ thể hiện là cách đây 10 phiên nó khuyến nghị 18 mã nhưng xác suất lãi chỉ có 11,11%, tức là thấp hơn so với cả xác suất bình quân. Rồi là bình quân lãi lỗ là âm. Đấy, mua nền giá tích lũy ổn định mà còn âm 8% trong vòng 2 tuần. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể tự tin được cái chiến lược là chúng ta mua ở trong vùng tích lũy, đúng không? Thế thì có thể giai đoạn này nó không phải bối cảnh chúng ta có thể mua được ở cái vùng tích lũy, nên chúng ta nên chờ đợi những cái nhịp lại chiết khấu rồi chúng ta mới tính. Đấy, thì đấy là cái quan điểm đầu tiên để chúng ta ghi nhận là có những cái yếu tố để chúng ta phải thận trọng trong cái chiều ngắn hạn rồi. Rồi tiếp theo là nếu mà bắt buộc phải tìm kiếm một cái gì đấy để tôi còn ở lại trong thị trường, tại vì kể cả những cái quan điểm cá nhân tôi đưa ra thì tôi cũng chỉ tự tin ở một góc độ là 60-70% thôi, nó vẫn sẽ có một cái lỗ hổng. Thế thì nếu mà đánh cược bây giờ thì tôi nghĩ rằng là trong các chiến lược này trông có vẻ khả thi nhất là chiến lược đà tăng mạnh có ngành dẫn dắt. Đấy, có 10 cổ phiếu, xác suất bình quân bây giờ đang là khoảng 10%, thì nó không cao, nhưng được cái là vòng tròn xác suất đang màu xanh, tức là mặc dù là xác suất bình quân trong quá khứ đang là khoảng 10%, nhưng có thể cái xác suất này nó sẽ cải thiện hơn trong tương lai. Đấy, 10% có thể cải thiện lên 20% hoặc là 30%. Đấy, chúng ta không biết cụ thể là như thế nào, nhưng chúng ta hy vọng là nó có sự cải thiện, bởi vì là cách đây 10 phiên thì nó khuyến nghị một mã thì mã đấy thành công luôn. Nhưng quan trọng là chúng ta nhìn biên lợi nhuận này, biên lợi nhuận chỉ khoảng gần 1% trong vòng 2 tuần. Như vậy là để kiếm được lợi nhuận khi mà chúng ta mua đuổi, các anh chị thấy không, khó vô cùng luôn. Mua tích lũy cũng khó ăn, mua đuổi cũng khó ăn. Đấy, thế và bây giờ các cái mã trong
nhóm ngành này thì chúng ta thấy là có 10 cổ phiếu thì 8 cổ phiếu là nhóm ngân hàng. Đấy, như là SSB này, Vietcombank này, BIDV này, CTG, VPBank, ACB, đấy, MSB, OCB. Đấy, 8 mã là mã ngân hàng rồi, tức là bản chất là bây giờ chỉ có mỗi ngân hàng may ra ăn được. Đấy, và nhưng nếu mà có ăn được, các anh chị nhìn thấy biên lợi nhuận, nếu mà mày chẳng may mà có ăn được từ cái vùng giá này tích lũy xong chắc là cũng chỉ 1-2% chứ không ăn được nhiều. Đấy, tức là chúng ta cũng phải hiểu là ngân hàng có thể còn đà đi lên nhưng khả năng không ăn được nhiều. Đấy, ngoài ra là có những cái mã vẫn đang giữ trận được như là gas hay là bảo việt tổng. Đấy, thì bây giờ chúng ta thử đi sâu và xem là thôi bây giờ tôi biết là khó khăn lắm rồi. Đấy, nhưng tôi vẫn muốn gạn cơ hội thì thứ nhất là tôi chỉ có điều chỉnh tỷ trọng thôi. Đấy, thì chỉ tỷ trọng nhỏ nhất có thể. Cái thứ hai là tôi nghĩ là tập trung nhiều hơn vào đấy những cái cổ phiếu trong nhóm ngân hàng. Đấy, hoặc là thêm trường hợp gas, hoặc là thêm trường hợp BVH. Đấy, còn những cái cổ phiếu sóng hồi như PVD các thứ, nhưng tại vì bây giờ mới khóa đáy đi lên thì tôi cũng không, tôi nghĩ là tìm được cái điểm mua được rất là khó. Đấy, bởi vì bản chất là nó hoạt động, tức là nó chậm chân quá rồi. Bây giờ có thể là những cái phiên hôm nay trần đây xong rồi mua vào chưa chắc đã có ăn. Đấy, khó, rất là khó ăn. Nếu mà nó khởi đầu từ cùng thị trường chung đấy, thì khi đấy nó dễ ăn hơn, nhưng bây giờ nó bắt đầu mới khóa đáy thì sợ khó. Đấy, hồi phục được một phiên xong có thể đi ngang xong rồi, chúng ta biết rồi, đi ngang xong rồi lên tiếp là rất khó, khéo lại giảm tiếp. Nên thôi, những cái cổ phiếu đấy thì chúng ta mang tính chất tham khảo là chính thôi. Thì chúng ta mổ xẻ một chút các cái cổ phiếu xem là có cổ phiếu nào gọi là đại cát tìm vàng được trong cái nhóm này không. Nhưng tôi nghĩ rằng là vẫn phải thận trọng nhá. Cái nhóm này thì mặc dù tôi thấy là khả thi nhất, nhưng với cái xác suất thành công thấp và biên lợi nhuận thấp như thế này thì đấy, các anh chị thấy là khó như thế mà anh chị bảo thôi, tốt nhất là bây giờ tôi không tận dụng nữa cái phân khúc này, phân khúc này quá khó kiếm tiền và quá dễ mất tiền. Đấy, thì tôi lại chờ một cái nhịp giảm tiếp theo. Đấy, có thể là thị trường sau đây một thời gian không giữ được cái xu hướng này luôn, nó lại gãy, nó lại quay về kiểm tra 1000. Nếu mà không giữ được cái đáy 1000, có thể thủng sâu hơn, thì lúc đấy chúng ta kích hoạt những cái chiến lược mua rẻ sau. Đấy, một là mua chủ động bắt đáy, hai là chúng ta chờ khóa đáy như cái nhịp trước. Đấy, chứ còn cái phân khúc mua tích lũy tôi thấy bắt đầu tôi cũng thấy nản rồi. Phân khúc mua tích lũy hoặc mua theo đà tăng quá khó ăn luôn. Rồi, chúng ta chia sẻ trường hợp đầu tiên là gas. Gas ngày hôm nay như vậy, hai phiên liên tục. Đấy, anh chị thấy không? Gặp cái cản chéo này mãi không vượt được. Đấy, không biết có vượt được hay không thì thôi. Bây giờ tôi cũng không quá khuyên, bây giờ tùy các anh chị thôi. Đấy, có thể đặt một cái tỷ trọng nhỏ quanh 110. Đấy, kỳ vọng nếu nó vượt được, đóng cửa được trên cái cản chéo này. Đấy, đóng cửa được khoảng 100 trên 111, 112 thì hy vọng nó về được 117, 118. Đấy, cũng phân khúc đấy thôi. Nhưng đấy, nếu mà cái vùng tích lũy này gãy thì gãy MA5 là phải xử lý luôn. Bây giờ tôi nghĩ là nâng cái điểm chặn dưới cut loss lên là cái đường MA5 và MA20 đều vùng 108. Giờ gãy 108 là thôi, bán. Rồi, trong cái nhóm ngân hàng cổ phiếu SSB. SSB thì như hôm trước tôi chia sẻ rồi, SSB cái đường đi nước bước của nó trông nhìn nó thiếu phi thị trường quá đúng không? Thiếu tự nhiên quá, thôi chúng ta bỏ qua. Đấy, chúng ta nhìn cổ phiếu dưới, trường hợp Vietcombank. Đấy, Vietcombank thì bây giờ như thế nào? Vietcombank thì giờ phải tích lũy rồi. Đấy, bây giờ tích lũy thì bây giờ tích lũy ở quanh vùng này với điều kiện là phải giữ đường đường MA5 cơ. Bây giờ gãy MA5 thì khả năng sẽ lùi về quanh đường MA20. Đấy, như vậy là nếu mà tích lũy ở vùng này xong thì thực ra bây giờ cái sóng của Vietcombank này bây giờ bảo là kỳ vọng bứt được khỏi đường MA100 tôi nghĩ là khó. Nên làm ra cái điểm mua Vietcombank này thì tôi nghĩ là khó đấy, khó để mà thành công được. Bây giờ nếu mà chúng ta bảo là chúng ta bắt ở vùng giá quanh MA5 để chúng ta kỳ vọng là tạo đáy, hy vọng là tạo đáy trên MA5 sau đó đi lên tiếp thì cũng có một cái cơ sở. Đấy, nhưng mua 71 thì đâu đó thì cùng lắm là lên lại đỉnh cũ hoặc quá đỉnh cũ một chút, khoảng độ 76 thôi. Đấy, mua 72 bán 76 thì đâu đấy nó cũng có một cái dư địa. Nhưng nhỡ đâu hàng chúng ta chưa về nó gãy MA5 thì sao? Đấy, thì có thể chúng ta sẽ phải chấp nhận cái rủi ro bán ở cái vùng thấp hơn. Đấy, thì cũng tùy anh chị nếu mà tính, hoặc là các anh chị đợi tích lũy xong rồi mua, nhưng nó vẫn có một cái rủi ro là nó bứt lên không mạnh được xong nó gãy. Nên đâm ra là nếu có mua thì tôi khuyên là thôi, đằng nào cũng nếu mà nó đều một cái chịu một cái rủi ro giống nhau thì nếu mua, thì nếu mà thích mua thì chờ điều chỉnh về quanh 72. Đấy, hoặc là thực ra bây giờ nếu mà đẹp nhất nhá, đẹp nhất mà cổ phiếu ngân hàng mà muốn ăn được một sóng hồi là gãy về đây, gãy về sát MA20 thì khi đấy nó có thể nó sẽ nảy được lên đến MA5. Đấy, nhưng thực ra bây giờ trong ngắn hạn thì cũng không biết có mò được cái phân khúc đấy hay không. Chứ còn nếu mà phân khúc mua quanh MA5 thì thực ra theo tôi bây giờ là tôi không thiên hướng lắm đâu. Tại vì trong đầu tôi thì tôi đang tư duy là nhóm ngân hàng rất khó hình thành cái sóng sau. Đấy, trừ phi là gì? Trừ phi bây giờ gãy về sát MA20 thì tôi nghĩ mở
vị thế mua, ví dụ như Vietcombank có thể mở vị thế mua quanh 6 7 năm, sau đó kỳ vọng là nó cũng chỉ không lên được đỉnh cũ đâu, nhưng có thể nó với được lên cái quanh đường MA5 đây, quanh cái khu vực khoảng 71 đấy, từ 6 7 năm lên 71 thì cũng được vài phần trăm, và cái dư địa giảm nó sẽ khó hơn đấy, bởi vì là cái đường MA20 giai đoạn vừa rồi nó cũng có một cái giai đoạn tích lũy đấy, khoảng hơn một tuần ở quanh MA20 rồi, nên và MA20 nó cũng đang hướng dần lên, và MA5 trên MA20 thì nó sẽ ngay lập tức chúng ta mua ở đây, chúng ta sẽ không lo nó gãy ngay MA20 đấy. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chờ điểm mua Vietcombank thì tôi thích hơn, nếu nó điều chỉnh về 6 7 năm thì có thể mạnh dạn đấy, tận dụng là sau khi mà nó về đến đây xong, thì còn nếu không xảy ra thì thôi bỏ qua vậy. Trường hợp BIDV thì tích lũy, kịch bản tích lũy ở quanh cái khu vực đường MA 100 xong vươn lên tiếp đấy cũng khó, tôi nghĩ cũng giống tình kịch bản của Vietcombank, tôi sẽ thiên hướng hơn là thôi gãy luôn đi, gãy luôn MA5 tụt về quanh MA 20 ở khu vực khoảng 31 năm thì canh mua ở 31 năm, sau đó ăn nhịp hồi về khoảng độ 33 thế thôi đấy. Sau đó thì cái phân khúc này, tại vì phân khúc này các anh chị có thể mua ở đây, thì đây nó sẽ bị một rủi ro là nó không giữ được cái đường MA5, nó tụt xuống luôn, thì tự nhiên gãy MA5 là hỏng rồi, gãy MA5 thì kể cả bật về về MA20 bật lên thì cũng chỉ hy vọng bán ở MA5 thôi, như vậy là chắc chắn là điểm mua ở đây là khả năng lỗ nhiều hơn là khả năng lãi đấy. Chứ bây giờ muốn tạo ra khả năng lãi nhiều hơn là chỉ có chờ cái thời điểm nó bật về đây, còn nếu nó không xảy ra thì thôi bỏ qua đấy. Thì cái đấy là đối với BIDV tương tự. Đối với cả cổ phiếu CTG xem nào, chắc cũng giống như thế thôi. CTG thì nó có dư địa nhiều hơn lên cái vùng khu vực MA 100, thì có thể nếu tạo đáy ở quanh cái khu vực này thì cũng thế đấy, nếu mà đẹp nhất thế thôi. Chúng ta thống nhất tất cả cổ phiếu ngân hàng chúng ta sẽ thiên hướng là dình mua ở quanh MA 20, tức là chúng ta coi như chúng ta sẽ bỏ qua có thể xảy ra cái phân khúc đấy, tức là có sẽ có một phân khúc là nó tích lũy trên được MA 5 sau nó đi lên, nhưng nó sẽ phù hợp hơn nếu chúng ta đang có sẵn hàng đấy. Tức là trước đấy tôi đã mua được CTG, tôi mua từ trước đấy có thể tôi mua được ở 22, lên đến đây gần MA 100 tôi đã mạnh dạn chốt lời một nửa rồi, giờ một nửa còn lại thì tôi hy vọng là gì, hy vọng là nó sẽ giữ được MA 5 rồi nó lên tiếp, nó lên đến cái cản chéo cái vùng 26 thì tôi bán nốt, hoặc là vượt qua được cản chéo thì bất kỳ một thời điểm nào sau khi vượt qua mà đảo chiều tôi cũng bán hết đấy. Thì hy vọng ở cái góc độ đấy là có sẵn hàng, tại vì khi mua mới ở đây thì chúng ta sẽ gặp một cái rủi ro là rủi ro T cộng 2.5, tức là khi chúng ta mua xong cổ phiếu của chúng ta thưa về nó lại gãy MA 5, và khi mà gãy như thế thì chúng ta rất là bị động đấy. Nên thôi, theo tôi là những cổ phiếu ngân hàng dạng như là Vietcombank, như CTG, như là BIDV đấy, thì hay như là ACB tí nữa, chúng ta cũng sẽ thiên hướng là gì, nếu về thẳng điều chỉnh luôn về MA 20 thì chúng ta canh mua và tận dụng cái nhịp hồi đến đường MA 5, còn nếu trong tình huống là chỉ tích lũy trên MA 5 chỉ phù hợp cho những nhà đầu tư nào đang có sẵn hàng đấy, thế thôi, chúng ta không mở mới mua mới quanh MA 5, và khi chúng ta có sẵn hàng mà gãy MA 5 một cái là bán luôn đấy. Thì tư duy như vậy tôi nghĩ là ổn nhất đấy. ACB chắc cũng tương tự vậy đấy, ACB cũng tương tự vậy đấy, gãy là thôi, bạn đang có sẵn hàng thì bán luôn, không mua mới ở quanh vùng này đấy, còn về đến đây ACB thì mua quanh cái vùng khoảng độ 20 20.5 đấy, và kỳ vọng hồi phục về đường MA 5 là 21.7 đấy. Thì tư duy như thế tôi nghĩ là tương đối sáng. VPBank thì sao, chắc VPBank thì cũng tương tự. VPBank thì cũng vậy, VPBank thì do là cái dư địa đến đường MA20 cao nên có thể chúng ta xem xét mua VPBank nếu lùi về quanh đường MA5 đấy, lùi về quanh cái cùng khoảng độ 16 cho đến 16.2 cho đến 16.5 ok đấy. Tức là VPBank thì lại có thể châm trước được, tại vì VPBank mua tại thời điểm này, thứ nhất là đường MA5 với MA20 nó cũng sát sát nhau đấy, cái thứ hai là cái dư địa từ MA5 lên MA20 đấy nó dài, thì chúng ta có thể tận dụng nếu mà lùi về quanh khoảng 16.2 chúng ta có thể canh mua và hy vọng nó hồi phục lên đến đường MA100 là khoảng độ khu vực khoảng độ 18 đấy. Chúng ta lưu ý VPBank thì nó hơi khác một chút, thì chúng ta có thể tận dụng cái điểm mua này, còn không xảy ra thì thôi nhá, chứ không phải lúc nào chúng ta cứ phải cứ tôi thích cái cổ phiếu đấy tôi muốn mua bằng mọi giá không được, tại vì thích là một chuyện đấy, yếu tố đấy là yếu tố dài hạn, có thể chúng ta chờ những cái vùng mua rẻ rồi chúng ta tính, còn đã vào những cái pha tăng là tôi tư duy về ngắn hạn là chính, bởi vì cũng không tư duy trung hạn được, bởi vì cái đường MA 100 đang hướng xuống dưới, và đường MA 20 nằm dưới đường MA 100 đấy, như một số video tôi chia sẻ là đây giờ chỉ còn nếu mà có tư duy chỉ tư duy tận dụng sóng hồi ngắn hạn thôi, còn không tư duy là bây giờ tại thời điểm này mua sát đường MA 100 sau đó đầu tư dài hạn thì nó không phù hợp, bởi vì
cái việc nó gặp cái đường này với cái đường MA20 nằm dưới xa đường MA100 và đường MA100 hướng xuống dưới, thì cái việc chạm này xong nó test về đường MA20 là chuyện rất là bình thường đấy. Thì nếu mà thích thì chờ lại kiểm tra lại đáy rồi mua là sao đấy, không cần mua ngay lập tức đấy. Như đây chúng ta chứng kiến như trường hợp của Hòa Phát với Hoa Sen đấy, đúng không đấy, vẫn trong cái xu hướng giảm ngắn và trung hạn đấy, thì như Hoa Sen chúng ta vẫn mua đầy được, không vội vàng ở những cái giá 12 năm 13 chờ 11 năm mua thoải mái. Vấn đề về đến đây chúng ta có dám mua hay không thôi. Rồi ACB thì cũng chia sẻ rồi này. MSB thì cũng câu chuyện tương tự, hồi phục quanh MA100 rồi, như vậy là điều chỉnh. MSB thì đối với MSB dư địa từ MA5 lên MA100 không nhiều. Như vậy là nếu MSB thích MSB thì cũng phải chờ điều chỉnh về quanh đường MA20 khu vực khoảng 11.1 thì mới mở vị thế mua, sau đó kỳ vọng tăng lên đến MA100. Còn nếu mà chúng ta đang có sẵn hàng thì gần gặp MA100 này cứ mạnh dạn bán ít nhất một nửa. Đấy, một nửa còn lại thì đặt chặn dưới MA5. Nếu mà gãy MA5 thì bán hết, còn nếu giữ được MA5 thì kỳ vọng là bứt ra khỏi MA100, bứt ra khoảng vài phần trăm mà đảo chiều thì cũng bán hết luôn. Đấy, bởi vì MA100 hướng xuống dưới và MA20 dưới MA100 thì nói chung là đấy, như những giai đoạn trước gặp MA100 là gãy luôn này. Đấy, gãy thẳng cẳng luôn, nên chúng ta phải lưu ý. OCB có một cái nền giá tích lũy, như vậy OCB bây giờ dư địa tăng đến MA200 thì còn dài. Như vậy OCB thì có thể xem xét nếu điều chỉnh về quanh MA5 đấy, khu vực là khoảng độ 13.2 thì xem xét đấy, không cần thiết phải chờ cái đường MA20 nữa, bởi vì là cái khoảng cách từ MA5 cho đến MA100 nó xa, cộng với đường MA5 với MA20 nó cũng gần nhau đấy, thì có thể xem xét. Nhưng OCB thì ngân hàng Phương Đông thì thực ra tôi cũng không thích lắm, bằng nếu mà đã điều chỉnh thì chắc là điều chỉnh chung. Thì nếu mà cùng là điều chỉnh chung thì chúng ta có thể ưu tiên những cổ phiếu đầu ngành nhóm ngân hàng như là Vietcombank, như là CTG, như ACB hơn đấy, hơn là cổ phiếu OCB hay là MSB. Rồi như vậy là còn một trường hợp nữa là trường hợp Bảo Việt Tổng BVH thì đây, câu chuyện đang tích lũy quanh đường MA100. Thực ra quan điểm cá nhân tôi là tôi không kỳ vọng lắm là tích lũy để vượt được. Tại vì cái đường MA100 gần đây chúng ta thấy là các cái cổ phiếu nó khó chinh phục được. Cái phân khúc bắt đầu sát đường MA100 rất là khó, nên cũng có thể đấy, cũng có thể nhưng bây giờ nếu bứt ra thì thôi nhá. Nhưng nếu mà cổ phiếu BVH tôi nghĩ là giống câu chuyện CTG, BIDV, ACB, Vietcombank đấy, về MA20 ok đấy, vùng 495 có thể canh mua và kỳ vọng là hồi về MA5 vùng 515 hoặc là sát đấy, MA100 là vùng 53. Chứ còn nếu mà tích lũy ở đây mua thì tôi nghĩ là khó ăn lắm đấy, thì tôi nghĩ BVH cũng tương tự mấy cái cổ phiếu ngân hàng top đầu. Rồi như vậy là ngày hôm nay thì chắc là chúng ta cũng chia sẻ như vậy thôi. Thì hy vọng là những chia sẻ của tôi thì hỗ trợ được cho các anh chị ra quyết định. Tôi nghĩ là giai đoạn này để mà ra quyết định mua vào kiếm tiền ngắn hạn là khó đấy. Đấy, không phải đơn giản. Đấy, thì tôi nghĩ là có một số các cái nhóm cổ phiếu ngân hàng đấy, hay như là gas hay như BVH là chúng tôi nghĩ là có thể tận dụng những cái điểm mua như tôi vừa chia sẻ, thì có may ra tạo được, nếu mà có xuất hiện những cái điểm mua đấy thì may ra tạo được những cái biên lợi nhuận khoảng độ tôi nghĩ là cũng chỉ 3-5% thôi. Chứ đến giờ này mà các anh chị bảo là với những cái tình hình khó khăn như vậy, những cái cổ phiếu tích lũy tốt như FPT, như Đạm Cà Mau chả ăn được, rồi là nhóm đạm phân bón, rồi nhóm bán lẻ yếu như vậy, trong khi điều kiện tâm lý chung đang ổn định dần, thì chúng ta phải hiểu là ngắn hạn vẫn là một cái vấn đề chưa thể cải thiện được. Đấy, nhất là chắc là đêm nay Fed sẽ công bố lãi suất, và khi mà Fed khả năng tăng lãi suất thì cũng chắc cũng như dự báo thôi. Đấy, chỉ có điều là khi Fed tăng lãi suất như vậy nó sẽ gây nên sức ép lên tỷ giá, rồi lãi suất Việt Nam đồng, rồi chắc là nó sẽ có những cái tác động đến thị trường chứng khoán. Đấy, thì thôi chúng ta cứ thận trọng ở trong những cái giai đoạn hiện tại. Rồi thì hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo của Đầu Tư Từ Đâu. Thì các anh chị nếu mà vẫn gặp khó khăn thì có thể là đăng ký vào các cái nhóm trải nghiệm miễn phí trong 2 tuần của chúng tôi, hoặc là mở tài khoản với ID 4088 của eBroker để tham gia các cái nhóm tư vấn trong phiên giao dịch. Thì hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của Đầu Tư Từ Đâu, và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để có thể cập nhật những cái video mới nhất của chúng tôi một cách sớm nhất.